Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha mọi người. Thì Lộc hiện tại đang ở Bình Định, quê vợ của Lộc mọi người. Thì Lộc cưới vợ nay thì cũng đã được một tuần rồi mọi người. Thì bữa ở trong cưới vợ xong là ở 3 ngày nhà chồng. Rồi bay xong 3 ngày thì phải về nhà vợ. Thì Lộc ở đây cũng 4 ngày rồi. Thì nói chung là cưới vợ về nó thì cũng mọi người thấy Lộc trưởng thành hơn đúng không mọi người? Nhiều khi nằm chung với vợ mà cứ nghĩ mình có vợ rồi hơn. Có vợ thì bận rộn hơn. Vợ Lộc thì buổi trưa thì ngủ rồi mọi người. Thì Lộc ra ngồi đây Lộc ngắm cây của ba bê vợ, cây cảnh nó đẹp không mọi người. Thì hôm nay Lộc quay cái video này Lộc cũng muốn thông báo cho mọi người biết, thì Lộc mới vừa lãnh tiền YouTube thì được 563 đô của tháng 2. Thì tháng vừa rồi thì cưới vợ thì Lộc không có quay video nhiều được, chuẩn bị đồ này kia nên quay được có 5-7 cái video rồi, nên có được có 563 đô rồi mọi người. Thì có nhiều thì Lộc quay cho mọi người biết. Cái nhiều bạn cứ nói giàu giàu đồ vợ Lộc xinh gái mà lấy gì Lộc giàu có đồ này kia, Lộc cũng buồn quá. Nên là Lộc cũng muốn công bố cho mọi người biết cái số tiền của Lộc bao nhiêu tiền, lãnh được bao nhiêu tiền luôn. Thì thường thường là tháng 2, tiền quay của tháng 2 thì tháng 4 mới lãnh nha mọi người. Thì nói chung là được bao nhiêu thì cũng Lộc cũng biết ơn mọi người rồi. Thì Lộc từ cái lúc mà đi phụ hồ nhà không có máy tới bây giờ mà đã có vợ, nhà cũng có này có kia thì cũng không có hơn ai, nhưng mà nhìn lên thì không hơn ai, nhưng mà nhìn xuống thì hơn biết bao nhiêu người. Thì Lộc rất là biết ơn mọi người, tới bây giờ mà mọi người vẫn còn ủng hộ cho Lộc thì Lộc rất là biết ơn. Thì thôi bây giờ Lộc sẽ đi rút tiền nha mọi người, rút tiền rồi về đưa cho vợ, cho cái tê cưới vợ về lãnh luôn, về đưa cho vợ lần đầu tiên mà. Lộc với thằng em vợ thì đang trên đường đi mọi người. Thì Lộc muốn quay cái cảnh ở quê vợ Lộc cho mọi người xem. Thì ngay đây là cái đầm nước nè mọi người, biển. Đây là núi nè, mọi người thấy chỗ này đẹp không? Nói chung là ngay chỗ đường vắt lộ vô ngay chỗ nhà quê là mẹ vợ Lộc á, thì 20 mấy cây luôn mọi người. Thì bây giờ Lộc với thằng em thì đi ra vài cây cây rút tiền, thì cách cũng khoảng 7-8 cây á. Thì ở ngay chỗ quê vợ Lộc gọi là các khánh không, phù cát sẽ các khánh nha mọi người, phù cát thiện các khánh sẽ các minh. Mọi người thấy cái đường này thì vậy đó, đường xe lớn đi nhiều lắm mọi người, đường quê á. Thì ở đây là công việc là đi, công việc chính là đi đi biển nhiều mọi người, rồi trồng trọt đồ này kia, rồi làm muối rồi cây xăng rồi mọi người. Lộc đã tới ngân hàng rồi mọi người. Thì mỗi lần lãnh tiền đi rút tiền thì rất là vui mọi người. Thì giờ làm tới tháng mà chúng cho mọi người đi làm tới tháng mọi người được lãnh tiền vậy. Rồi mọi người có thấy mật khẩu thì cũng thấy có sợ đâu. Rồi nếu mà lấy thẻ rồi mới rút được tiền mà. Thì Lộc mới vừa về tới nhà mọi người à. Thì cái số tiền Lộc lãnh tiền YouTube thì Lộc đang trong cái bóp của Lộc đây. Hay là bây giờ anh giấu bóp ít đi. Ông chồng nào cũng giấu bóp mà.
Anh Quốc đừng có nói với chị nha, anh giấu Quốc chịu nha. Nó giỡn cho vui chứ tiền làm mà không được bao nhiêu hết thì đưa cho vợ hết mọi người, để sau này còn có con rồi đó. Không đi vô. Thầy ở ngồi bình tĩnh tay là hình như nắng hơn ở Nha Trang luôn á mọi người. Thì về má thì ngày nào cũng xem video có 2 giờ chồng lập hết mọi người. Thì ông ba thì buổi trưa ông đang nghỉ đó chiều đi làm mọi người. Cái thằng kia lập đi hai cặp cơ. Cái hồi mà mấy năm trước là nên là lập đi hai cặp cơ không mà ở đây không? Sao chạy nào đi? Ăn ngon dữ chợ. Vợ có ăn ngon dữ không? Ủa quay video hả? Quay ăn trái cây nè. Mới ngủ dậy mà quay cái coi không được. Tí nữa quay. Đừng. Mời mọi người ăn dưa hấu nha. Dẻ muối ngon rồi chưa? Dẻ không bỏ chén đỡ với ăn luôn mà. Mà quay. Hứa mắt. Quay TikTok hả? Quay video YouTube à. À, quay vụ gì? Ăn trái cây với vợ. Được. Sao ông vợ lập à? Vợ lập cái tên trái cây mọi người. Trái cây biết ở đâu còn không? Ở đâu? Vừa đám cưới tới giờ luôn hả? Thế như vậy ăn tiết kiệm không? Nói chung là ăn tiết kiệm thì mới có mọi người cho mình ăn. Mình sẽ lén đồ ăn, bỏ đồ phí đồ uống. Sao ngủ dữ rồi? Hả? Ngủ. Vợ Lập thì ngủ chưa lắm mọi người, ngày nào ngủ cũng chưa. Còn Lập thì Lập không thích ngủ chưa. Chào mọi người. Em dẫn cho chồng mới vừa đánh lương gì ạ? Được nhiêu cái này được nhiêu? Được 563 đô mà trừ net rồi ra thì còn được net gửi gì được 11 triệu 300 ngàn tháng 2. Đưa cho 3 triệu nha. Đừng nhiêu đưa cho nhiêu lãnh nhiêu à? Thì hồi giờ là lãnh tiền YouTube đồ thì vợ Lập trước kia mà chưa cưới thì cũng không có lấy Lập ngàn nào hết mọi người. Thì bữa nay thì vợ chồng rồi nên là Lập phải đưa cho vợ Lập. À, đưa 2 triệu thôi. Đưa vợ 2 triệu thôi. Ok. Nuôi dưỡng cho đưa hết nè. À, cho đưa hết là tiền là kêu. Thì khỏi tiêu cũng được chứ chồng có tiêu cái gì đâu. Không à. Đưa hết rồi sau này còn sau này là có con bụng lo cho con cái rồi nữa cho chồng có xài gì đâu có. Chỉ có đưa uống cà phê không mọi người chứ nhậu nhẹt rồi cũng không có nhậu luôn. Nè đưa là 2 triệu bọc nè. 2 triệu bọc mà uống cà phê quay video rồi chứ. Đưa thêm không? Hết không. Đưa thêm 3 triệu à? Không đưa làm chi? Đó khi nào quay video thì chồng kêu đưa đâu quay. Thôi bọc vô chứ mới lỡ đi ra kia giặt bánh tráng đâu đền hả? Tiền đâu đền chứ. Thế sao? Bánh tráng đâu có mà giặt. Không có bánh tráng thì mới lỡ đi xi cổ đồ hết xăng sao? Chẳng lẽ điện thoại. Hết xăng thì giặt bộ. Giặt bộ chẳng lẽ điện thoại lên từ nhà tôi lên chỗ ông hết xăng này tốt cả mới xăng nào. Vợ chồng mới kêu ông buồn thì cái chứ lập thằng kêu vợ chồng xong nè thấy kêu ông tôi nói giỡn cho cắt đi tại vô quay video rồi mới công hỏi rồi đưa cũng vậy à cắt đi khi nào hỏi thì đưa cho không lái hả à? Chàng đớn này coi đủ 11 triệu quay cho không đưa mà đến thì nghe anh Giang tiền ai cũng như ai mà anh Giang gì cất đi cất đi bỏ vô trong đó mà tiêu chứ nghĩ sao ôi ngửa tay xin ví dụ mua gói thuốc thì ngửa tay xin tiền hả mua ly cà phê chuyện chặn này chạy giờ xin tiền hả 3 triệu gì đây 200 ngàn
thiếu năm chục. Thiếu năm chục là đây. Giờ giờ lấy 500 thôi, có khi là thiếu rồi để lấy tiếp. Cắt đi. Thôi. Thôi cắt luôn, thì họ lập đường vô lập lấy. Thì nói chung là tháng này thì làm được không có quay video, cứ vợ đồ thiếu lo đồ này kia mọi người, nên là có quay có 5-7 video rồi, đâu có 1 triệu nữa luôn, là cũng quá ngon rồi, cũng hơn đi làm công nhân rồi rồi. Chung là Lộc rất biết ơn mọi người. Thì từ nay Lộc chỉ ráng cố gắng quay thật nhiều video lên để kiếm tiền, sau này còn lo có con mà này kia nữa. Thì thiệt đây có vợ thì rồi mình làm là phải đưa cho vợ hết, mình đừng có giấu giếm đâu gì hết mọi người. Vợ nó cho bao nhiêu thì mình lấy, chứ vợ cũng cắt tiền đồ này kia đó, sau này hai vợ chồng chứ có gì đâu, đâu phải ăn một mình đâu mà mình sợ mình không được. Vậy hả, mình là ăn mình sao? Nói ăn mình, ăn mình nè, đang ăn mình hồi nãy giờ nè. Thủy giỏi lắm mọi người, đi làm đồ hồi kia, đi học đại học đồ, vừa đi học mà vừa đi phụ người ta làm rồi này kia, rồi cũng có dư được ít vốn nhỏ nhỏ để mua đồ gì bán rồi mọi người. Lộc thì Lộc không có che mày thì sau này mà vợ Lộc có con thì cũng về nhà mấy vợ ở thôi, chứ nói chung là không có cha mẹ thì cũng là mất tiền không giữ lỗ lai cho mọi người. Tại lỗ lai thiệt thòi cho lỗ lai vậy. Tại lỗ lai là như bánh ké là lỗ lai. Thì nói chung là Lộc chị cố gắng. Rồi, cảm ơn vợ nha. Cảm ơn nha. Anh ơi, từ khi quay video mà theo Lập quay video mà vợ Lập như con heo luôn rồi. Gần xuất chuồng rồi. Nãy giờ anh Dương tới đi lúc tiên hả? Cảm giác lúc tiên là đưa cho em thái sao? Đưa cho vợ thái sao chứ. Thì nói em đi được rồi, vợ nó sớm rồi. Sớm gì đâu chẳng. Thì đưa cho vợ cảm thấy ghét nó rất là vui cho mọi người, chứ không phải là mình ghét mà đưa đâu. Lần đầu tiên đưa tháng tiền đầu tiên cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Vui và hạnh phúc. Chứ không phải là từ nay là bị mất tự do hả? Không, Lập thấy rất là vui nha mọi người. Nãy giờ cái video của Lập, cái quá trình đi rút tiền YouTube rồi đưa cho vợ thì cũng xong xuôi hết rồi mọi người. Thì vợ Lộc cũng cho lại Lộc lại 2 triệu mọi người. Cảm giác mà đưa cho vợ tiền lương của mình, cảm giác nó rất là hạnh phúc nha mọi người, chứ không phải là mình ráng cố gắng trong lòng mình đưa đâu. Thì là video này cũng khá dài rồi, Lộc xin cảm ơn mọi người để luôn theo dõi và ủng hộ hai vợ chồng Lộc nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì với lại mọi người, tại vì có nhiều người hỏi kêu sao Thủy với anh Lộc không chịu đi cưới xong chịu đi du lịch đâu mọi người, thì công việc của Thủy với anh Lộc đang bận rộn nên chưa có thể đi du lịch được. Khi nào mà có dịp thì Thủy với anh Lộc rảnh rỗi thì đi sẽ quay lại cho mọi người xem. Và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Thủy và anh Lộc suốt thời gian qua, thì rất là biết ơn luôn ạ. Thì thôi, hai vợ chồng Lộc xin kết thúc chấm dứt cho video tại đây. Và chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người cái video sau nha mọi người. Bye bye mọi người. Mọi người ủng hộ hai vợ chồng nha.